Chiến thuật của mình. Còn phía bên kia, tôi cũng biết Yuna đã coi gì mà vui lắm. Tôi thấy anh như không nói gì chuyên môn cả, giống kia ủng hộ tinh thần là nhiều hơn. Đúng rồi. Chứ bây giờ thấy một cái màn chuẩn bị nữa, nó ồn ào như vậy. Tôi nghĩ đây là một điều rất tốt nha. Đúng rồi. Các bạn, nếu như các bạn theo dõi phần cấm và chọn của Gam Esports từ 2 năm trở lại đây, nó rất căng thẳng trong phần thẳng. Cấm và chọn trên sân khấu, bởi vì cái không khí mà Tí Nị tạo ra, sự nghiêm túc của anh ta trong giai đoạn cấm và chọn, nó khiến chúng ta cảm thấy rằng Gam luôn rất nặng nề trong giai đoạn này. Nhưng đổi thành Yuna thì mọi thứ khác hoàn toàn, một cái gì đó rất tươi mới, rất thú vị đang xuất hiện. Cái chuyện thi đấu mà, nói chung là tâm lý càng thoải mái càng tốt, nên mình cứ làm những gì có thể giúp cho team thoải mái hơn thôi. Mình cứ kêu mọi người kêu gọi Yoshino, cũng như là Yoshino nói nhiều lên, cũng như là tinh thần team thoải mái thì họ sẽ thi đấu ít mắc sai lầm. Tốc biến kéo, đó là Slay kéo xuống vào DNK, hất tung thành công. DNK nằm xuống, chiến công đầu cho Gam, nhưng họ phải trả giá ngay lập tức. Antipas đã có mặt ở đây, và đó là hai điểm hạ gục dành cho Celebrity. Và ta tiến tới Celeb, bung lông, tốc biến về, dịch chuyển. Và bây giờ họ đang nhắm vào ai đây? Slay là người đang không có tốc biến, Levi đang ngột chấp hai wow. Này. Và Levi nằm xuống, Slay không tốc biến, là mồi ngon dành cho Antipas. Nhưng mặc dù là lỗ dịch chuyển, nhưng Gam đang lời tốc biến nha. Họ đang nhắm vào Celeb, Celeb buông lông kén nhờ tung ra Kia Gia hất biến, tốc biến lên hất tung, Celeb vẫn đang sống, Kia Gia hết máu, dùng chiêu cuối lao vào ba người đó luôn, anh ta sẽ phải nằm xuống đó để mà cùng cho DNK, và Slay cũng đang hết máu rồi, nếu ba lao tới nở hoa, Celeb vẫn đang sống, Celeb không chạy được rồi, anh ta vẫn sống, Celeb vẫn sống, và Hiếu Ba thì chết. Và thậm chí là người tiếp theo của bên phía Gam nằm xuống sẽ là Slay, anh ta bị làm choáng, và Antipas là người có thể hai cục tiếp theo. Không làm gì được cả, chưa vào được, chưa kịp vào nữa kìa, đang đứng ở bụi đỏ. Cũng phải thử, ý là bạn phải thử, đừng bỏ cuộc. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái ván đấu này đã tới thời điểm kết thúc rồi. Pha dịch chuyển này chắc chắn là tự sát đến từ Yoshino. Anh ta đáp xuống kích hoạt đại thử thách. Levi bắn một tia truy kích, Levi nhảy tới, nhưng Levi không bắn được gì cả, và ta nằm xuống kế bên người đồng đội của mình là Yoshino. Hiếu Ba đang chạy, nhưng chạy đúng vào chỗ mà DNK đã chặn đường. Điểm hạ gục thứ hai cho cá nhân của Hani, và đây là thời điểm mà có lẽ LK đủ sức dứt điểm ván đầu. Chắc chắn là như vậy, họ vẫn còn đầy đủ người của mình với cả bùi lợi Baron nữa. Việc dứt điểm trận đấu là dư sức một ván đấu, mình nghĩ rằng Kia có lẽ là chưa thích nghi lắm với những áp lực của một khi bạn đối đầu với một người chơi đi rừng, thực sự là đi rừng sự bên kia bên kia DNK. Tôi nghĩ rằng một cái cuộc thử nghiệm của Gam ở trong ván đấu đầu tiên có lẽ nên dừng được rồi. Rồi cái sau rồi này không anh? Được rồi. Được rồi. Cảm ơn anh 5 phút nha. Ok, có thể làm. Hiếu lúc đầu đi với mày rơi hơn rồi sẽ rảnh cũng được á. Mà cái pha kia lên đi mà khoáng lên bắn luôn rồi đó mẹ rồi. Bắn ra đi đó thì tối đa Unicorn mình sẽ hơn đạn của con mà bạn nào hết vui rồi. Vui lắm. Là từ đó được mạng lắm. Mà kệ đi, bỏ đi. Để em muốn thứ hai mà tại lúc đầu em còn nghĩ không biết là con gì đây xuống này con đây chóc xuống. Con đây chóc xuống là kiểu đồng xoay lên được. Chứ không mà hai thằng level 6 là lên là dưới luôn mà bạn nào. Không, còn lát đây có không? Đúng, em không lát đâu, không có lát. Tại vì đây bắt đầu không có lát. Không có lát hả? Bây giờ sao? Bắn nó luôn. Bắn nó mạng luôn. Thì em muốn bắn Mona để em giết 2 á. Thì 5 rồi. Thế là chiều 6 rồi. Lên 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 lên. Mình lên lên luôn đi. Lên lên này, lên lên nha. Nhớ là giao tiếp nha, quan trọng nhất của mình vẫn là giao tiếp á. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Cướp luôn á, Gam sẵn sàng cướp luôn, Levi sẽ bay vào cướp và sau đó họ đánh. Ôi, quyết định đổi, Kia Gia đang bật thần ca sấu và chạy, ta bị hất tung lên, ta bị hay chuyển rất nhanh tới Celeb. Và đó là ba câu cực đẹp đến từ bên phía LK, họ biết rằng Kia Gia không tốc biến và dùng rồng để câu. Hiếu Ba đang tới, nhưng không có tốc biến, đang bị Antipas giữ chân lại. Levi đang chạy phía đồng đội của mình, nở hoa, Antipas tốc biến, combo ngược lại không xuống vào người, nhưng cũng vào lĩnh. Venus đang tới, anh ta combo không, và Hiếu Ba
pha xử lý rất tốt bên ấm, nhưng chui cho ta là không đủ tầm. Trên cây tóc biến lên, có được điểm hạ gục và Lê Vi chỉ có thể chạy mà thôi. Pha này sóng âm trùng nhưng đây là con bò, anh ta hất tung được hai người. Lê Vi bị dính thiêu đốt, Lê Vi bị trụ bắn và Lê Vi nằm xuống. Antifat có mặt ở đây, băng trụ quá sâu và Gam đang phải tìm cách rút lui. Tạm thời thì họ rút lui được. Hani thì vẫn đang ở dưới, anh ta chạy về phía của Levi đe dọa. Gia sẽ làm choáng để cho Levi có thể đá được. Đây nằm ở nghe ngang một pha làm choáng. Hani đang chạy cầu giờ không được. Levi là người có được điểm hạ gục, lắp chậm đang chờ đợi Levi tới. Antifat đang bị giữ chân lại, bị làm choáng và Antifat nằm xuống bắn tắt điện cho Levi. Nhưng LK đang muốn phản công, ngay lập tức dịch chuyển trả lời từ Gam. Mỗi bên mất một dịch chuyển, nhưng chỉ có LK mất người. Levi đang muốn vòng ra cánh nhưng mà Hani vẫn còn tốc biến qua đồng hồ nha. Vẫn bị làm choáng tốc biến đá và đó là pha dồn sát thương cực đẹp đến từ Levi. Vấn đề là bây giờ chạy được không? Antifat và Venus đang chặn được hết tung hai người. Gam đang dịch chuyển để cố gắng chống cự. Venus đang đứng giữa vòng vây của Gam, nhưng ta rất cần trụ. Antifat chọn đây không phải là chống cự. Bên thiếu ba đang bật cho bên pha nổ hoa và đó là Levi với điểm hạ gục tiếp theo. Venus cũng sẽ đi luôn. Minas có được xác của mình và đã, nhưng Venus đã che. Venus đang gặp nguy hiểm, Venus bị giữ chân. Venus đẩy được Levi ra. Celeste đang tới bắn, bắn rất rác và Levi đang phải rút lui. Cuối cùng thì Venus cũng nằm, đó là Minas với điểm hạ gục. Celeste đang bị vây, Antifat đang tới để hỗ trợ. Anh ta né xong âm bật của bung chỉ, anh ta vẫn sẽ phải nằm xuống chân. Không, Celeste vẫn sống. Antifat mới là người có điểm hạ gục. Levi bị làm chậm và Levi đang đi chung với Slay. Nếu Levi nằm xuống là Slay đi theo ngay lập tức. Celeste vẫn tay quá to và anh ta vẫn gánh được Loki Sport. Một quyết định ra vào danh sách rất hợp lý của Loki Sport, và trước đó là một tình huống bắt lẻ thứ ba rất hợp lý đem được Commandant dành cho họ. Và Levi có được điểm hạ gục nhưng Gam vẫn chưa có được thật sự nhiều lợi thế. Celeste vẫn đang bắn được nhưng Celeste đang phải tạm lui. Anh ta bắn được thêm một phát nữa, vẫn đang phải lui ra, nhưng điểm hạ gục đã có cho Hani và Celeste bây giờ bắn rất rác, rất mạnh. Levi bị giữ chân, bấm đồng hồ, Antifat combo thành công, chuyển dạng búa lao vào và đập gãy Levi. LK có được tổng cộng là 3 điểm hạ gục, họ chỉ mất 2 mà thôi. Celeste vẫn quá khó đi bị hạ gục. Ui, dịch và combo chính xác. Đây là SM, đây là Hani và Hiếu Ba bị bắt lại. Không còn gì nữa rồi, Gam bị quét sạch. Thì ra là cái tình sao này nó phải quýnh nhiều lắm, sao này còn phải quýnh rồi phải thoải mái với ở top nữa. Kiểu như có một ở top thì nó biết thì còn có được là dở mà nó ngang với chị ấy, còn lại là áp lực phải thắng nó biết là top mình không có thắng được á. Chứ là nó không có tự tin á. Kiểu như nãy nó kêu Hiếu, nó kêu thì lên top tài á, thì nó không có kêu quyết đoán tới lúc mà đẩy mình cái quay lên ngoài. Chứ là cái bao đúng là có thể like cho em được, nhưng mà nó không có hiểu cái quay, nó kêu sớm thì không quýnh được. Nhưng mà hôm nay đánh nó bị mấy vô bị nhiều cái không như ý lục đặt nhiều quá. Ban huấn luyện thì sau những cái trận đấu vừa rồi á, chị phải nhìn vô là cái chuyện là đội mình nó có những cái khiếm khuyết nào thì mình sẽ chỉ ra, là mình phải truyền đạt làm sao cho các bạn hiểu, các bạn thoải mái và các bạn có thể khắc phục được mấy cái lỗi đó. Anh thì anh nghĩ là cái trận thua vừa qua đối với cái tâm lý của các bạn á, thì nó không ổn, nhưng mà đối với lại cái thượng tầng ở trên á, thì nó là dấu hiệu tích cực thôi, để mình nhìn vô mình thấy là mình có những cái điểm yếu gì để mình có thể mình sửa lại. Journey này rất mạnh. Được sau cái bãi người đá này đẩy lính vào trụ, băng trụ thì Hero sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm và ta bắt đầu bị gặp nguy hiểm rồi. Đồng đội của ta đang cố gắng chạy lên nhưng mà hơi xa. Đường dưới thì tôi thấy là Slay vừa tốc biến, Hero đã nằm bị dính mỏ neo cái là đi luôn, bởi vì Levi đang ở đây. Mỏ neo đã tung ra, Rizzo là người bị giữ lại, anh ta tung lông nhưng tất cả mọi thứ đang dồn vào. Levi tạm thời lui ra, CN đang chạy tới. Levi tốc biến để ma cục cho Minas. Ôi, Mola banh chẳng xuống vào ai cả và Zodiac nằm xuống đắp một kill cho Minas. Hero bỗng nhiên thấy mình gặp nguy hiểm, cú combo tốc biến không thành công, Winter thì không hụt được. Kia đem về triple kill cho Minas.
Tiger có thể phòng ngự được. Thân chân CN có thể bị bắt, kéo bỏ đeo chúng và giữ chân lại được. Có chuyên tâm bay lên là Minas địa gục riêng cho Levi. Và Slay có điểm hạ gục của mình, 9-1 dành cho Gami Sport. Tình huống này thì rõ ràng là QG tự hủy nhiều hơn. Không buông bỏ pha này, dịch chuyển từ phía sau, nhưng mà Hero không có cái máu độc của mình nha. Cú bóng Zodiac là người bị bóng, Kiaya lao tới, Hero chạm thẳng vào tuyến sau của Gam. Kiaya đã đập xuống, QG đã trang lên, Slay nằm, double kill cho Hero và Levi là nạn nhân thứ ba. Con Baron đang chờ đợi QG ăn. Một tiêu bắt vào Yumi không có nhiều ý nghĩa, bởi vì Yumi là vị tướng có thể chui vào những đồng đội của mình. Đó rồi, chắc chắn sẽ là 1-0 dành cho QG. Bắt vào Kenza, nhưng Thủy Lôi Tầm Nhiệt bị né bởi cái đồng hồ. Kiro lao vào, Slay mất quá nhiều máu, Slay nằm, rồi cả Minas cũng nằm luôn. Và lao vào Kiya, bất lực, vô vọng và không thể nào làm được gì. Chiến thắng ở ván đấu đầu tiên chắc chắn thuộc về QG. 100% là chiến thắng khúc cầu hồn này là do chính bản thân Levi hát cho Gam nghe mà thôi. 33 phút thi đấu, tỷ số cuối cùng 13-9. Hero đang phạm ổn, nhưng Kiya vừa rồi anh ta tận dụng khả năng mất đi cái cú combo của Hero, lao vào tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Và việc cầm cho mình đó là cái quyền năng bất diệt cũng khiến cho Kiya khá tự tin về khả năng chết hit của mình. Nhưng máu mất nhiều quá, Kiya có thể bị solo kill. Hero còn đó tốc biến, Quy đã hồi lại chưa đây. Kiya đã cố gắng né, tốc biến lên, Kiya có cái đồ tại. Đây là người chiến thắng. Kiya và Levi đang hết Hero, bật chiến binh tận thế chạy vào nhanh, tốc biến cho nhanh, cũng tốc biến gửi tối hậu thư. Levi tới, tập này thì đã rất dễ dành cho Levi, và đó là điểm hạ gục thứ 5 dành cho Gam. Tiếng ở đường dưới, họ đang thua người, Slay nằm, Minas nằm, Hiếu Ba đang kẹt ở trong trụ, và Hiếu Ba đang chờ đợi tốc biến của mình hồi lại. Anh ta không có phân chia thiên hạ, anh ta đang phải chạy, bằng mọi cách phải chạy, nhưng đang có người chặn đường, đó là CN và Genza. Khó rồi, CN tốc biến làm chậm thành công Hiếu Ba, có lẽ sẽ phải nằm xuống trong pha này, và đó là điểm hạ gục dành cho Genza chăng? Đúng quá như vậy, nhưng mà vấn đề là có băng lên rồi, di số vung lòng, anh ta đang thoát, anh ta đứng về phía sau, Hiếu Ba lao tới, nhưng anh ta chưa đẩy mới được, đẩy về được rồi, nhưng vẫn là QG có được phần đó lợi thế khi mà Genza đang quẩy, họ ta quẩy đang tất cả chung với Hero. Gam đang mất từng người một. Hiếu Ba có thể là nạn nhân tiếp theo như ta solo được trước CN. Nhưng vấn đề là chạy đi đâu đây khi mà chỉ còn một mình. Rồi, QG thắng, QG sắp thắng rồi, và họ thắng lợi hay không? Cái hai trận thua vừa rồi rất là hai trận thua mà nó không có nằm trong cái tính toán của cả đội. Tức là nói chung là thi đấu thì mọi người đều thi đấu với tinh thần là sẽ chiến thắng hết á. Thì nói chung hai thất bại vừa rồi thì nó kiểu như nó bất ngờ á. Và nó cũng giống như là một cú sốc vậy. Nhưng mà thật ra thì cái mùa này đối với anh thì cái trận thua thì nó hơi nặng nề hơn so với mấy mùa trước. Tại vì mùa này thì kiểu như là tụi anh cũng có sự chuẩn bị nhân sự thì nọ rồi các thứ rất là nhiều. Thì anh cũng trải qua rất là nhiều trải giải đấu rồi, trận đấu rồi, thì cái cảm giác thì nó cũng không có nhiều lắm. Nhưng mà do mùa này thì nhân sự thì nó rất là nhiều, các bạn ủng hộ rồi, các bạn hậu cần rất là nhiều, thì khiến cho việc mà các bạn nó cũng phải trải qua cái giai đoạn này á, thì anh cảm thấy nó rất là buồn. Lỗ anh sport luôn, chỉ còn Levi với em trước khi mà chơi đó thì Vinh Mặc có thể vô được, là em thật là hàng chủ lực gánh team á. Thì tại sao vô những cái thế lúc cùng mình không phải là cái pha mà em solo kill á, trước cái pha diễn ra luôn, khi anh nhìn thấy pha đó anh đã nói là mấy pha này kia nó vẫn vậy à. Khi mà em bay vô em đập e nó trúng một cái đứng như vậy, lúc em cái làm sát lên liền mà nó chết chắc luôn. Khi em thắng nó cái vàng nó là cái thế đứng khác liền luôn, là nó lên là sẽ bị em đập, nó lên là sẽ bị em đập, nó lên là sẽ bị em đập, nó lên là bị em đập, hoàn toàn khác với cái thế mà cuối cùng mà mình trong cái thế kẻ thua cuộc thì mình cũng bị đến này, cuối cùng mình đâu có đè được cái trụ mình quấn trên đầu nữa đâu. Giờ hai anh em thí dụ mà đứng chung hay gì, hai anh cụ bơ tưởng nó đánh này thì hai anh em thọc vô dĩ nhiên nó sao chịu được hai cái đam AD với AB này. Trong hai anh bay chúng mày cũng đi lẻ ra cái thằng chết lẻ đó, thấy tụi em lúc mà tụi em thấy tập hợp lại tụi em đứng vàng trắng hơn, hai em đâm chung thấy nó khác không? Có rất là nhiều cái luồng ý kiến về việc là ví dụ như Slay đánh đi cắm mắt không có đủ tốt, hay là những cái vị trí như Hiếu Bài nào thì anh muốn khẳng định lại là
là những cái vị trí mà sắp xếp nhân sự là do anh là người sắp xếp, cộng với lại những cái chuyện mà mấy bạn như Slay thì mấy bạn đã phải hy sinh để đánh cái vị trí support cho team rồi mà mình chưa có hỗ trợ với bạn để các bạn có thể phát triển tốt hơn cái chuyện đó, thì những cái lỗi là những lỗi nó xuất phát từ ban huấn luyện thôi. Đây là lần đầu em thi đấu trong vai trò hỗ trợ nên là cũng có nhiều khó khăn. Bản thân thì là cách mà đánh hỗ trợ thì nó phải chơi những con tướng khác, cũng như cách nói chuyện với đồng đội cũng khác luôn. Nên là em còn nhiều thiếu sót trong việc đi hỗ trợ này. Trong tuần thi đấu đầu tiên thì kết quả không được tốt lắm, có thể nói là thảm bại đối với em luôn. Nên là bản thân thì em cũng nhận ra là mình dù có trận đấu có lợi hay là bị bất lợi thì cái tầm nhìn của đội rất là nghèo nàn, nên là trận đấu không được diễn ra như ý muốn. Trong tuần thi đấu này thì em nghĩ những điều em cần phải cải thiện đó là em nghĩ mình nên tạo ra một cái động lực lớn hơn cho đồng đội và mang lại cái nguồn năng lượng tích cực hơn cho đồng đội. Và sau mỗi trận thua thì các bạn cũng cố gắng động viên nhau, nhưng mà tức là sau khi kết thúc ngày thi đấu thì thua thì cái không khí nó cũng khá là ảm đạm, mặc dù cố gắng động viên nhau nhưng mà nó cũng ảm đạm rất là nhiều. Thì mọi người cũng về mọi người xem lại trận đấu. Thật ra cái tiến bộ lớn nhất của mùa này là tất cả mọi người đều sau khi thua trận đều gom lại xem lại thi đấu, xem lại cái trận mình thi đấu ngay lập tức luôn, chứ không có đợi tới ngày hôm sau hay là xem riêng lẻ này nọ đâu. Thì đây là cái tiến bộ so với những cái mùa trước. Còn lại thì không khí thì mọi người nó cũng có cái sự trầm xuống, nhưng mà làm sao thì mọi người lại động viên nhau và cố gắng tiếp tục như vậy thôi. Đối với mình, việc huấn luyện ở môn liên minh điện thoại này thì nếu mà nói không khó khăn thì cũng không đúng, tại vì lúc nào bạn làm gì cũng phải có khó khăn trong đó. Thì nhưng mà tụi mình tin chắc là mình cũng như là ban huấn luyện game sẽ lúc nào cũng sẽ cố gắng hết mình, dù đó là những trận thắng hay là những trận thua. Và điều đáng tiếc nhất của tụi mình đó là ở trong tuần thi đấu đầu tiên tụi mình đã không có được chiến thắng nào, và có những cơ hội để có giành chiến thắng và tụi mình đã bỏ lỡ đó. Thì trong tuần thi đấu tiếp theo mình và cũng như là ban huấn luyện sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để giúp cho tuyển thủ thoải mái hơn để có thể giành chiến thắng trước CBS cũng như là FTV.